Để rõ ràng nhất là nhìn thấy nhất là cái mắt này. Không? Chị này thực tế ra mình có thể làm theo kiểu cũ cũng được, có em phác đồ cũ cũng được, để làm gì? Để săn chắc và nâng kéo cái vùng cơ mặt lên nếu nếu chị muốn. Hay là mình muốn như thế nào? Làm trón đẹp thôi đúng Vậy tại vì cái này lông nó cũng hết á, là rồi. cái này Ừ. Cho đây họ rồi thì mình có chỗ nào khuyết điểm thì mình sẽ tìm ở đấy, mình sẽ thiết kế ở đấy. Rồi một là cái vùng mắt mình nhìn này, à này có tiêm không, có tiêm lâu không, có tim bao lâu rồi? Ừ, thì đi hai à. Rồi một đường đây, thế mình phải hõm đây đúng không, thành tiền một đường đây. dương. Alo, alo. Ừ. Alo, Bên alo. ngoài Hết rồi. Rồi hết, đâu còn ai đâu. Ngồi cho này hết rồi. Rồi, còn đường hai mình thấy không? Tại này nó cũng khó, là đường này nhiều khách hàng họ còn khó ở đây rất là nhiều hơn nữa cơ. Thế là mình sẽ có một cái đường ở đây. Đây, toàn bộ này nếu mình được tiêm thì khi nó căng lên, nó săn lên, nó sẽ kéo không lưng lên này. À, cái này khác của riêng đấy của bác. Rồi. Đối với một số khách hàng nhé, nước mắt nhịp tràn. Cái đoạn đây này, họ còn bị nhăn, nhăn, bị những người lớn tuổi. Mình có thể làm một cái đường từ đây và ngoài tắt đây. Mình thêm quay ở đây được. Mặc dù sợ những cái vấn đề lớn như lỗ lõm bị cong hay là bị nề hay bị tida. Thế nên khi mình sử dụng sản phẩm này, mình có thể dùng một cách linh hoạt. Một cách linh hoạt sẵn. Rồi. Rồi. Chị này có đường hõm đây. Rồi có thể là gì, là tiêm một cái đường ở đây để làm gì, để cái vùng này nó sẽ có thể là đầy đặn luôn, nhờ cái phản ứng viêm và tạo collagen đó. Một đường. Cái điểm vào luôn luôn nằm trên cái xương của mắt. Luôn trên xương của mắt. Rồi là một hai ba. Rồi phải cần một chút xíu săn chắc nữa, nâng toàn bộ cái vùng này lên, căng toàn bộ vùng này lên. Một một hai ba bốn. Rồi ba thì không đọc ra. Ok, một đường vào cái trán cho nó căng cái vùng trán lên, ngoài tác dụng làm căng cái vùng da trán nha. Khi mình tiêm cái này vào ấy thì khi này cái vùng này nó được săn chắc lên ấy, thì vùng này người ta sẽ cảm giác là gì, nó được cao hơn bình thường một chút. Thì hiện tại thì đối với tình trạng cái khách hàng này thì mình sẽ có một cái phác đồ 5 đường, thay vì phác đồ 3 đường đơn giản thì bây giờ mình sẽ cho thêm hai cái phác đồ hai đường ở vùng mắt. Ngoài ra là còn một cái nữa là gì, thấy thay vì một cái đường là đường từ gò má đến cái cằm thì mình sẽ là từ gò má đến cái vùng 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 hõm, cái vùng hõm má sau đó. Thì mình tiêm về vùng hõm má sau của khách hàng này sẽ đầy đặn hơn, nó không đầy giống như filler nhưng nó sẽ tạo một cái cảm giác với khách hàng là cái vùng đấy của họ được đầy đặn hơn. Nhưng nếu mà mình tiêm ở phía trước này thì không được, nhưng sao cái vùng này càng ngày càng săn và càng ngày càng to ra thì nó cái vùng này nó sẽ cảm giác càng ngày càng càng bị họ. Nên tùy thuộc vào khách hàng của mình thì mình có thể thay đổi biến hóa cái đường của mình, vẫn là có thể là hai cái đường đấy đấy, nhưng mà thay vì mình xịt ở ngoài thì bây giờ mình xịt gửi vào sâu một chút, nó không ảnh hưởng gì đâu. Ví dụ như bên này cái phác đồ cũ, như thế này, phác đồ cũ sẽ lấy từ điểm khóe mắt cho đến một cái cách điểm khóe mắt đến cái xương của mắt khoảng 3 cm. Từ đây đến đây là một đường, thì sẽ lấy một đường và cắt vào rãnh má và một đường từ từ cằm lên, một đường từ đây đây, một đường từ đây đây và một đường từ đây. Để phát được cũ 3 đường, tất cả mọi khách hàng đều có thể sử dụng con đường này. Tuy nhiên nếu mà làm như này, như vậy bảo đó là nếu cái vùng này nó săn chắc và nó cao lên, thì cái vùng hõm má sau của khách hàng sẽ bị bóp hơn, cảm giác sẽ bị khó hơn. Thế nên là mình lại không để như này, mình lùi sâu vào trong, là tương tự như thế này, nghe ra tương tự như này. Thay vì nãy là mình để cái điểm vào ở đây, mình sẽ điểm vào xa
Ừ, tóc của các bạn hơn. Thì để cái đường phía dưới này nó đi ngang qua cái gì, cái họ má dưới này, họ dưới này. Thì khi mình tiêm vào họ má dưới, cái đoạn này nó được săn chắc căng lên, đoạn này được kéo căng lên, đoạn này căng lên, thì vô hình chung cái đoạn này nó sẽ được săn chắc lên, nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ làm đầy đặn cái vùng này hơn so với lại cái kiểu mà mình sử dụng pháp đồ cũ. Cái thứ hai là nếu mình tiêm pháp đồ cũ thì cái mắt này làm sao phải cải thiện được, nên thành ra là khách hàng có thể gì mình làm sao thì khách hàng phải mua thêm sản phẩm này, rồi khách hàng phải chịu khó chịu hơn này, tăng cái khách hàng, cái trải nghiệm khách hàng, khó chịu khách hàng lên, người ta sẽ không thích với mình nữa. Trong khi đấy mình có thể sử dụng một CTC thôi, nhưng mình có thể là làm toàn cho cái vùng mặt cho khách, thì cái lần đầu tiên cho khách khách cảm thấy hào hứng vui mừng, thì lần sau cải thiện tốt thì lần sau khách sẽ tự tin khách làm những lần hai lần ba những lần khác hơn, chứ không nên làm một lần mà làm một lần mà xong luôn đâu, khách sẽ hơi khá khó chịu điều đấy. Những cái này nó không những là một lần, nó có thể không thể nào thay đổi được cá nhân khách hàng muốn đâu, nên đừng có tham. Những cái sản phẩm này, những sản phẩm phân hủy sinh học, nó kích thích collagen một cách từ từ, chứ nó không filler. Filler mình có thể tham là gì, dùng nhiều filler, nhiều cc filler cho một mặt được, nhưng cái sản phẩm này thì không nên. Mình dùng ít nhưng sử dụng nhiều lần, cái mức độ cải thiện tốt hơn nhiều so với được gì mình làm một lần cả chục cc nào. Rồi. Chưa vẽ lại. Mọi hơi mùi chút nữa. Vừa một đường hồng đi mắt, vừa được cách đôi mày cm kéo xuống đi vào cái sơ đồ má sơ ở dưới của mắt này, rồi lại một đường hốc má. Và được một đường rồi ngoại và cái sơ nhỉ áo, thì khi phản ứng mình phải hiểu là nó phản ứng tạo phản ứng viêm và tạo phản ứng săn chắc lại cái vùng mình tiêm. Thế nên là khi mình tiêm ở đây, khi mình tiêm ở đây thì nó sẽ săn cái vùng này lại, đây là nó sẽ săn cái vùng này lại, săn vùng này, săn vùng này, săn 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 thì toàn bộ cái vùng này nó săn, nó sẽ cảm giác là gì, nó sẽ kéo lên, nó là một cái hiệu ứng lifting thôi. Nên là mình khi mà mình làm, mình muốn muốn khách hàng cong vùng nào, có khách hàng săn vùng nào, là mình sẽ tính trước xong rồi mình sẽ làm. Ở đây có khách hàng có 1, 2, 3, 4, 5, 0,2, 0,2 đưa cái 0,2 hoặc là gì, cái này 0,1, 0,4, 0,3, 0,3, 0,2, 0,3, 3, 0,2, 0,3, 0,3 là 0,8, 0,1, 0,1. Tùy thuộc vào cái mức độ hàng mong muốn là gì, mình cũng sẽ chia cái số lượng thuốc như nào. Ví dụ như khách hàng muốn này, tôi muốn cái vỏ mặt tôi săn lên, tôi muốn cảm giác của tôi, khuôn mặt của tôi lít lên lên, thì mình ưu tiên những cái đường quẹt khả năng tạo hiệu ứng lifting nhiều hơn. Ví dụ như đây không phải ai không, bây giờ mình sẽ kêu không phải ba đấy, những cái vùng mà gì à, nó không đơn giản, không có quá bị lộ quá nhiều, thì mình có thể gì tiêm không phải một thôi, đủ để mua mức là mức chắc thôi, chứ không phải là cái một cách đấy đâu. Vì một khách hàng đối với lại khuôn mặt bình thường đấy, chỉ cần 2 cc cho nó mức độ ở trung bình, 2 cc cho anh mình biết được đầu nhiều và em sẽ quay. Ok chưa? Được chưa? Ok chưa? Ok chưa?
Thế cũng nói cái gì đơn giản trước thì đạt thì làm sao đơn giản thì mình sẽ có cái vùng bằng thì mình làm trước mình chán thì làm sao để mình chán thì mình ở rất là đau ra mình không nên cố gắng thì mình làm trước nữa. Nó sao đi không có khẩu trang mà không đeo khẩu trang Tuy không phải là hai to nhưng mà vẫn có tạo điều kiện cho mọi người trong. chị một nhiều chị chưa nói nha cái gì có cách nào bị nhăn mắt hả? Để có thể đi luôn này mà. Đi mà mắt đi đi thấy dưới luôn đi xuống nó mới tin rồi chạy lên một điểm đây thì đi một mình vừa mắt hả nó cải thiện tốt ngay cho rồi sẽ đăng trước ha là làm cái phần khó khó trước là cũng dễ dễ cho các bạn rồi. Đi đâm lại kim như cái đường phi lô mình có thể đâm sâu không dưới đi trường vào cái còn xưa đi cái này không mình sẽ đâm xuyên qua cái trường với sẽ ra nhưng mà nó đau à, đúng không? Đúng không? quá Đúng không? Đúng không? Đúng không? Sợ quá thì sao? Kém. Ai chẳng muốn chọn không? Ngày dễ nhất này. À, ngồi tắt đi đi, đừng nghe chậm. Không không cứng lắm ấy. Không chịu. Sao thấy gì không? Mà rất là còn nói.
Muốn làm gì? Anh muốn xin hình ảnh tiêm em xin hơn thôi chứ không có làm gì. Thì nhà cầm vậy thôi, cầm sang thôi cũng có phải tiền tâm tâm không, chứ phải làm đúng không, toàn tâm tâm thôi. Đây bỏ lại, bỏ cái này, cái này để thấy đó, cái này cầm vậy đúng rồi, đúng rồi. Chụp chưa? Chụp cứ rồi rồi rồi, quay video nhá, để chị nói nhá, quay nhá, quay chưa? Xin chào ở nhà nhé, bên mình đang thực hiện ca tiêm trẻ hóa bằng PCL nhé, của hãng WuXi này, sản phẩm bên mình này, nó có hàng phẩm công ty nhé, có tem chống hàng giả này, đó, vừa tiêm xong là sẽ không bầm, không sưng, không tím, sẽ hiệu quả luôn sau 1 tuần nhé, rồi xin chào ở nhà. Đấy, thế thôi. Cầm một thử thôi chứ. Chú xuân xem đây, không không không, cầm cái cầm cầm kim, cầm chắc vào, cầm chắc vào rồi để bác chỉnh tay rồi lấy Em cầm lấy gì? Chụp cô phải chụp cô bằng tay. Mời cho bạn một đồ rồi. Cái tay chì luôn đi. Có cái biển sau ghi được rồi, áo rồi. Đó. Ok. Rồi. Cô Linh đâu? Mấy Linh đâu? Đấy. Rồi, ok, từ quay không? Không gọi là quay, không gọi là sữa không như vậy. Không rồi. Làm sao? Ok, cảm ơn cả nhà. Có anh nói. Nhưng mà cảm ơn chị quá luôn, chị đã trải nghiệm. Tên học là hai em. Chị là em. Đấy, à, cho bỏ mấy bay tủ ở chỗ sở đấy không 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 có được vừa ăn nhé, mình xin phép đi ra có đi thành ừ đâu sao không. Chạm vào cái thân vào rồi. Em mở lại bút rồi. Em mở rất nhiều rồi. Đi rồi. Của tôi rồi chứ. Chợ bên dưới này. Chúc mừng đến một đồng sản lượng cân nữa. Bạn đi mà. Mình là cái người mà gọi nó chứ. Đồng sản lượng cân là gì? Đấy. Mình chỉnh sang. Đây. Đi cả nô tôi sẽ đi hướng cái căn làn đâm khi theo căn làn khi theo căn làn vào thì sẽ hướng cái căn làn lên đi nông về đúng rồi đi nông hơn đi nông hơn mà nó nông dài. Rồi sao làm sao với em không? Sao mà chị ạ? Chị có mấy ngày rồi. Được chưa? Em phải ra đấy chẳng. Rồi bên này xong hồ. Ôi thần không có gì. Đặc biệt là chán. Chán là khít rồi. Chán. Nhìn một người. Chán cái gì nhiều. Mắt này mình sẽ đi hơi sâu rồi. Mình không đi ô thì dễ ra nữa ha, đi hơi sâu một chút phải nên cái còn lâu chút lâu đấy nhất là tăng chấm một cái phòng chấm một còn hơn ba tùy thuộc vào mình đánh dấu, mình phải vẽ trước sau đó mình sẽ xác định mỗi đường vẽ của mình là bao nhiêu, tại vì ví dụ như cái mắt này họ của khách hàng nó không quá bị hở, nó không quá bị nhăn, mình có thể đi 0.1 thôi,
Nhưng nếu khách hàng của họ bị khó nhiều, nhanh nhiều, thì trở đi 0.2 một lần. Anh thấy cái pro cái này ha, cái clip của cái khách hàng lâu hơn, cái thời này lâu hơn lâu dần rồi, thời này tốt thời trong tiêm xong gái vài ngày đầu đó nó cao đẹp về độ lưu giữ dài thì nó không bằng. Cái này nó đánh sâu vào cái collagen. Như những cái vùng tóc này mình cho không ít đường đường mà mình lấy cái cả vùng che nữa cái đi này nó nâng, nếu nó có bám nó sơ cái thứ kiểu kệ nó đâm xuyên thẳng qua à, thì cái này cùng lắm của nó chỉ là vấn đề về mầm thôi chứ nó không gây gây ra những cái tai biến biến chứng. Cũng là một cái quá lo ngại. Quan trọng là mình phải giải đều ngay, đừng có đừng để có chỗ này thì nhiều, chỗ này thì ít, giải đều. Mình về rồi, đúng rồi, sao mà ra lại? Mình phải nhìn nhé, đi cái này cũng hơi đặc biệt, giúp là luyện cái lực của mình ấy, luôn luôn đều tay thì cũng tốt rồi. Bỏ sao bỏ rồi chán thôi. À, thở kẹt này. Cố lên. Không đau bảo tay. Tìm một số mặt áo này đau hơn là gì? Ừ. Cái này đỡ đau hơn bên số đây. Bên số trắng, nếu cái số à, bên số làm nám. Cái này không đau bằng bằng tê đâu. Đại tê còn đau gấp mấy lần cái này. À, cái này nó bị nhức giống như là bị kín cắn, kín cuốn kín kín kín. Ừ. Thật cũng không thẳng. Nhưng mà tay đau mà mình đồng dưới ra cổ nó đau nhất ra rồi mình sẽ không sợ đâm vào mạch máu. Sao rồi? Em không là tim tâm cái em chùm lại nữa là nó bố cái thôi à nó bố không nào phải siêu hết bên đây nó đang rất cái tay rút kim kim ra là bắt đầu lên lúc sau thôi đâu ở dưới này là bình thường có trắng nó sôi trắng không đâu chén đẹp đẹp về chỗ đâu nhá không nhưng mà được khi mà rút kim ra là nó đỡ ngay nay em hết vào luôn là em phải chờ bạn có thể chừng nào ngày đầu thì có thể chừng lại thực ra thì nó cũng không đến mức đâu chỉ có chút sản phẩm sản phẩm đen cồn cho nó sạch chị chuẩn bị cho ngay sắp đè cho anh trong đây không rồi sao cảm ơn bác nhiều.